Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 10 tháng 10, lực lượng chức năng cho biết đã rút khỏi hiện trường, dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Lũ. Ông Nông Thế Mạnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, quyết định dừng tìm kiếm đã được thống nhất với người dân địa phương trong cuộc họp vào cuối tháng 9. Sau khi dừng tìm kiếm, nếu hộ gia đình nào nghi ngờ người thân mất tích ở các điểm, khu vực nào sẽ thuê máy móc hoặc báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ tìm kiếm. Cách đây 2 hôm, lực lượng chức năng tìm thấy thêm hai thi thể nạn nhân là anh HVG sinh năm 1985 và cháu HQL sinh năm 2014. Trận lũ quét dạng sáng mùng 10 tháng 9 đã khiến 33 hộ dân thôn làng nủ bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nạn nhân tử vong và mất tích là 67 người, đã tìm thấy 60 thi thể, 7 người còn mất tích, số người an toàn được xác định là 87 người. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, 650 người thuộc các lực lượng được huy động tham gia cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Ngày 21 tháng 9 Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức khởi công xây dựng khu tái định cư rộng 10 ha, cách vị trí cũ khoảng 3 km. Khu tái định cư gồm 40 nóc nhà, được xây dựng hai tầng kiểu truyền thống của người Tài cùng bếp, nhà vệ sinh, tổng diện tích mỗi hộ 1.000 m2. Khu dân cư được đầu tư đồng bộ từ nhà ở đến nhà văn hóa, điểm trường, đường, điện, nước, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định. Dự kiến đến ngày 15 tháng 10, tỉnh Lào Cai sẽ lắp đặt 4 nhà đầu tiên và quyết tâm ngày 30 tháng 11 sẽ cơ bản lắp xong 40 căn nhà cho người dân. Chiều mùng 9 tháng 10, ngay sau khi lốc xoáy quét qua vùng nông thôn, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời dọn dẹp cây cối ngã đổ gây cản trở giao thông. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, rông lốc bất ngờ quét qua địa bàn ấp 1 của xã Chí Phải, huyện Thới Bình đoạn từ cầu Kinh Lầu đến Cống Ba Điểm, gây khá nhiều thiệt hại về tài sản và đe dọa tính mạng của người dân địa phương. Theo Bí thư Đảng ủy xã Chí Phải, Huỳnh Văn Hùng, qua thống kê bước đầu, lốc xoáy đã làm 16 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 4 căn nhà bị sập hoàn toàn, 12 căn còn lại bị tốc mái, hư hỏng nặng. Nhiều cây to bị ngã đổ, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, rông lốc còn làm 6 người dân bị thương, trong đó có bốn trẻ em. Cũng trong chiều cùng ngày, những người bị thương đã được người thân đưa đến cấp cứu, điều trị, chăm sóc tại trung tâm y tế huyện Thới Bình. Hiện công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả đang được địa phương khẩn trương triển khai nhằm giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống. Tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nhiều năm nay có hàng chục hộ dân sống trong tình trạng lo lắng bất an, đặc biệt khoảng 20 hộ nguy cơ cao bị ảnh hưởng khi dưới chân đồi thông có nguy cơ rất cao bị sạt lở. Ngọn đồi này rộng khoảng 35 hecta, lâm phần do ban quản lý Dừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, khu vực nguy cơ sạt lở chỉ cách nhà dân từ vài mét đến vài chục mét. Theo ghi nhận vào sáng mùng 9 tháng 10, mặc dù trời nắng nhưng khu vực đồi đất phía sau khu dân cư thuộc tổ 24, thôn Quảng Hiệp, đất vẫn nhão nhoẹt. Dấu vết đất bị nước cuốn trôi từ chân đồi thông phía sau nhà người dân ra phía trước đường đi vẫn chưa khô hết. Một người dân địa phương cho biết hiện tượng dạn nút ở đồi thông trên địa bàn thôn Quảng Hiệp bắt đầu xuất hiện vào năm 2019 với độ dài khoảng 20 mét. Đến nay, vết nút kéo dài khoảng 80 mét. Tại nhiều vị trí, vết nút ăn sâu xuống lòng đất từ 1 đến 2 mét, miệng vết nút mở rộng từ 1 đến 3 mét. Theo quan sát, đoạn chân đồi bị sạt lở phía sau nhà ông Vũ Xuân Trường, 42 tuổi, ở tổ 24 thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh và các hộ dân khác ngổn ngang đất đá, cây bụi trong đó có nhiều vết đất mới chỉ xuất hiện sau các trận mưa. Ông Vũ Xuân Trường cho hay đây không phải lần đầu tiên xuất hiện sạt lở ở khu vực này. Cách đây khoảng 2 năm đã xảy ra tình trạng sạt lở và kéo dài mãi đến nay. Mỗi khi trời mưa to, đất và nước từ trên đồi thông đổ xuống càng nhiều nên gia đình ông phải di rời để đảm bảo an toàn. Vệt sạt lở hiện đã hình thành một vòng cung kéo dài từ phía tổ 24 thôn Quảng Hiệp vòng ra phía sau thuộc tổ 30 thôn Phi Nôm với chiều dài khoảng 100 mét. Hiện đoạn chân đồi này như một bờ ta luy đất dựng đứng với chiều cao khoảng 10m, có nhiều điểm đã bị trượt lở đất đá, cây thông sau mấy trận mưa lớn. Đáng chú ý, tại một số đoạn gần khu dân cư hiện vẫn có tình trạng nước chảy kèm bùn đất đỏ từ phía đồi thông xuống nhà dân. Trên phía đỉnh đồi hiện cũng xuất hiện hàng chục vết nứt lớn nhỏ, kéo dài hàng chục mét, rất dễ đổ ập xuống khu dân cư bên dưới nếu trời mưa lớn kéo dài. Ông Lục Thanh Phong cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cho biết, qua thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 50 đến 60 hộ dân trong khu vực thôn Quảng Hiệp và Phi có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đất. Trong đó, khoảng 20 đến 30 hộ có nguy cơ cao nên các ngành chức năng đã tiến hành ký cam kết di rời khi mưa lớn. Ban quản lý rừng phối hợp với địa phương ứng trực để kiểm tra và giám sát, đặc biệt khu vực đồi đất 35 hecta. Ông Phan Quang Thạch, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh cho biết, vết nút kéo dài trên đồi thông tại thôn quảng hiệp được chính quyền địa phương ghi nhận từ nhiều năm trước gần đây do mưa lớn nên tình trạng sạt lở đất vết nút trên đồi có diễn biến phức tạp ông phan quang thạnh nói chúng tôi đã lắp đặt các biển cảnh báo sạt lở vào những ngày mưa chúng tôi vận động người dân di rời đến nơi an toàn địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát lên phương án hạ tải đỉnh đồi ngăn chặn sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân một du khách Trung Quốc đã rơi xuống từ độ cao 10 mét. Sau khi gió mạnh làm bung cửa một cabin cáp treo tại khu danh lam thắng cảnh núi Yan Đang, tỉnh Chiết Giang. Tờ news.com.au đưa tin, nạn nhân là một nữ du khách 34 tuổi, đang sử dụng cáp treo tham quan khu du lịch danh lam thắng cảnh núi Yan Đang ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Khu vực này nằm ở phía nam Thượng Hải, cô đã bị rơi ra khỏi cabin từ độ cao 10 mét khi cáp treo đang lên dốc cabin cáp treo màu vàng có in dòng chữ tiếng Trung Quốc. Chào mừng đến với cáp treo núi Gian Đang trên cửa sổ. Trong video đăng tải trên mạng xã hội, một người đàn ông đang ngồi cạnh cánh cửa bật mở, đồng thời có vẻ đang gọi điện thoại để báo rằng có người đã rơi xuống dưới. Các nhân viên khu du lịch đã nhanh chóng sơ cứu cho du khách, sau đó chuyển cô đến bệnh viện. May mắn các vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Sau tai nạn, cáp treo bị đình chỉ hoạt động để điều tra, tu bổ sửa chữa tới khi đạt yêu cầu mới đưa vào sử dụng lại. Thời gian mở cửa hiện chưa được tiết lộ. Các hạng mục khác của khu danh thắng vẫn mở cửa bình thường. Du khách được khuyến cáo cập nhật lịch trình phù hợp để tránh ảnh hưởng tới kế hoạch du lịch tới đây. Nhân viên Cục Văn hóa, Phát thanh truyền hình, Du lịch và Thể thao thành phố Nhạc Thanh cho biết cửa của một cáp treo bị hỏng do gió mạnh trên đỉnh núi. Nạn nhân được điều trị và không nguy hiểm tới tính mạng. Thời điểm xảy ra sự việc, cáp treo mới di chuyển được một đoạn ngắn. Thanh tra thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa ban hành kết luận thanh tra số 87 về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ tài sản của chùa cho hộ dân có nhiều sai phạm. Kết luận thanh tra cho thấy có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức có liên đối trách nhiệm trong việc hợp thức hóa đất chùa Long Nguyên tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho cho ông Lê Quốc Vĩ là sai luật phải chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra. Theo hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH22303 ngày 22 tháng 11 năm 2023 đối với thửa đất số 69, tờ bản đồ 18, diện tích hơn 2.000m2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp cho ông Lê Quốc Vĩ tại ấp 3A, xã Đạo Thạnh, có nguồn gốc của Chùa Long Nguyên. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sai quy định. Năm 1998, nhà chùa cho hộ ông Lê Văn Tám, cha của ông Vĩ, xây nhà ở tạm đến hết đời ông Tám theo thỏa thuận. Ngày 14 tháng 12 năm 2001, ông Tám có đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên, nhưng Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh không chấp nhận do đất của chùa. Đến tháng 6 năm 2023, ông Lê Quốc Vĩ, con ông Tám có giấy ủy quyền cho ông Bùi Tấn Danh gửi đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với phần đất của chùa cho ông Vĩ tại Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh. Ông Huỳnh Ngọc Phong, công chức địa chính xây dựng môi trường dù không được phân công phụ trách đất đai nhưng đã tiếp nhận hồ sơ mà không theo quy trình một cửa liên thông tại xã và báo cáo miệng với ông Ngô Quang Tín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh và ông Tín chỉ đạo ông Phong làm theo quy trình. Sau đó ông Huỳnh Ngọc Phong đến xác minh họp có ba người dân mà không có đại diện chùa Long Nguyên và trong biên bản có ghi nếu ông Vĩ muốn được cấp giấy chủ quyền đất phải có ý kiến của giáo hội Phật giáo. Tuy vậy, ông Phong vẫn tham mưu cho bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh ký thông báo về việc đề nghị cấp giấy đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 18 đại diện cho hộ ông Lê Quốc Vĩ và có nêu phần đất này do cha mẹ ông Vĩ để lại, không đúng theo biên bản họp dân. Ngày 7 tháng 8 năm 2023, chi nhánh văn phòng đất đai thành phố Mỹ Tho nhận lần một hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Lê Quốc Vĩ với phần đất nêu trên qua ba lần bổ sung hồ sơ mang tính hợp thức hóa đến ngày 22 tháng 11 năm 2023, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ quyền nhà và tài sản khác gắn liền với thửa đất 69, tờ bản đồ 18 cho ông Lê Quốc Vĩ. Thanh tra thành phố Mỹ Tho cho rằng, việc Ủy ban Nhân dân xã Đạo Thạnh xác nhận nguồn gốc đất không chính xác, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Mỹ Tho thẩm định không đúng với hồ sơ địa chính lưu trữ tại đơn vị và phòng tài nguyên và môi trường thiếu kiểm tra tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp giấy lần đầu cho ông Lê Quốc Vĩ không đúng đối tượng, không đủ điều kiện được cấp giấy đất là vi phạm Điều 181 Luật Đất Đai năm 2013 và Điều 19 Nghị định số 43 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Do nguồn gốc đất thừa 69 là đất tôn giáo thuộc quyền quản lý của Chùa Long Nguyên nên việc Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp giấy đất lần đầu cho ông Lê Quốc Vĩ là không đúng đối tượng, không đủ điều kiện được cấp giấy đất. Kết luận của thanh tra cũng quy trách nhiệm đến 11 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan có liên quan, trong đó có ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, bà Phạm Thị Trúc Hương, trưởng phòng Tài nguyên môi trường, bà Nguyễn Thị Hồng Lê, giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Mỹ Tho, ông Ngô Quang Tín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh.